bản thân mình sẽ không cố gắng học thuộc tất cả các nốt theo cái từng nốt cụ thể. Ví dụ như là à đây chỗ này là nốt đô, chỗ này là nốt rê, chỗ này nốt xì. Mình sẽ không học theo cách đó. Tại vì khi nhớ mà từng vị trí như vậy là mình sẽ không có một cái dữ liệu nào để hỗ trợ là rằng mình sẽ nhớ nó. Giống y chang như là đi tìm đường, tìm nhà thì phải nhìn đối diện coi thứ có cái gì để nhớ thì nó sẽ lần sau tìm được nó sẽ dễ nhớ hơn. Thì cái này cũng vậy. Thì mình sẽ học theo cách đó là mà học theo dạng shape, dạng hợp âm, xác định được tông giọng, xác định được số bậc trên cái giọng đó thì nó sẽ nhớ hơn, nó dễ nhớ hơn. Thí dụ như đây là la thứ, thì la thứ hợp âm la thứ, giọng la thứ thì mình xác định được nốt này nốt la, đúng không? La si do, la si do re mi fa sol la, thì một là la, hai si, ba là đô, bốn là rê. Ví dụ vậy là si do re mi fa sol la. Thì khi đó mình không cần nhìn vô này nữa, mình không cần nhìn vô cần đờn này, mình cũng có thể xác định được cái đây là nốt gì. À chắc chắn là cái đây la thì cái đây nó phải là sol, này phải là fa, đây phải là mi. Thì tương tự như vậy qua cái giọng khác. Nhớ cái shape này nè, cái shape này nè. Là si do re mi fa sol la, nó không bao giờ quên. Mình sẽ không bao giờ quên cái shape đó, cho dù làm gì, cho dù cầm cái đờn lên, bất kỳ làm một bất kỳ một việc gì cũng sẽ hình dung được cái shape đó. Cái shape đó nó luôn chạy trong não này, cái hình dạng đó đó. Thì thí dụ như đi qua si cũng vậy, thì si do re mi fa sol la si, si nè, do nè, 1 2 3, si do re mi fa sol la si. Si đây thì chắc chắn đây sẽ phải là la, đây phải là son, chứ nó không chạy đâu, nó sẽ không thể sai được, không thể sai được. Xác định được cái số bậc của nó, à đây 1 thì đây phải là 4, đây 1 đây phải là 5, phải là 6, phải là 7, 8. Y chang vậy, tìm hết tất cả những tông giọng khác, những nốt trên cần đàn theo cách đó. Chứ mình sẽ không học theo cách là dán nốt lên cần đàn. À, tôi thấy nhiều bạn dán nốt lên. Mình học như vậy nhiều khi chắc cả đời không nhớ được hết tất cả các nốt. Không học theo cách đó. Ok.